Trung Dân xin kính chào quý vị. Đây là lần đầu tiên Trung Dân làm clip mà nói về mình. Thưa quý vị, mấy ngày vừa qua thì Trung Dân bận rất nhiều việc, như là chuyện cưới hỏi con cháu trong dòng họ, chuyện cái vườn cây nó bị hư, và chuyện phải đi làm quay các chương trình truyền hình, đặc biệt là cái chương trình Tâm Điểm Hôm Nay với cái tiết mục Ghế Nóng mỗi ngày mỗi số, cho nên không có thời gian để mà phản hồi tất cả những cái thông tin mà quý vị đang quan tâm. Đó là cái chuyện ồn ào giữa Trung Dân và Hương Giang. Thưa quý vị, thật sự mà nói, khi cái sự việc đó đã xảy ra thì tất cả chúng ta bị rơi tõm vào một cái hoàn cảnh, đó là mất kiểm soát, mất đoàn kết. Tại sao chúng ta lại như vậy? Tôi nghĩ bởi vì tất cả chúng ta nhận biết cái sự cố đó nó xuất phát từ cái nền tảng văn hóa. Văn hóa là một phạm trù rất lớn. Qua sự việc của tôi, Hương Giang và nhiều vấn đề khác trong giới showbiz mà quý vị cũng đã từng biết, chúng ta nhìn nhận rõ một điều là văn hóa của chúng ta có một cái lỗ hổng rất lớn. Thôi thì nó hỏng thì mình giá, nó hư thì mình sửa. Chúng ta còn tồn tại thì chúng ta phải làm một cái điều gì đó tốt đẹp để cái văn hóa đó nó được duy trì trên một cái nền tảng đạo đức, nhân văn. Thưa quý vị, sự cố của tôi gây ồn ào. Tôi cảm ơn tất cả quý vị khán giả, những người đã chia sẻ cái cảm xúc buồn của tôi lúc bấy giờ. Thật sự mà nói, nó cũng làm mất thời gian của quý vị. Với showbiz của chúng tôi, cái tốt gần như bị cái xấu khỏa lấp hết rồi. Giờ cộng thêm cái sự ồn ào của tôi và cô Hương Giang, tôi nghĩ rằng nếu quý vị khán giả thương tôi thì hãy cùng tôi tha thứ cho cô Hương Giang, tha thứ để cuộc sống này tốt đẹp hơn. Tất cả chúng ta đều tiến về phía trước. Và điều quan trọng là lỗ hổng văn hóa này chúng ta phải cùng nhau giá nó lại để cho nó đẹp. Để một ngày nào đó khi mà chúng ta về với ông bà thì ông bà cũng không có khiển trách chúng ta. Tôi nói điều này khi tôi đứng cạnh cái chữ ngộ. Chữ ngộ ở đây tôi ngộ, mọi người ngộ, và những người quản lý văn hóa cũng phải ngộ. Ngộ để có được một chính sách tốt, làm thế nào duy trì được cái nét đẹp văn hóa. Và văn hóa này là cái văn hóa ứng xử, không phải là văn hóa học hành không, mà nó còn nhiều thứ nữa. Nếu không có văn hóa thì chúng ta sẽ không có nhiều thứ lắm. Thôi thì bài học nào nó cũng có giá trị. Riêng tôi nhận là nó một bài học này, tôi cảm thấy tôi cũng đau đớn. Tôi xin quý vị hãy tha thứ cho tôi, bởi vì chính tôi cũng làm cho quý vị mất thời gian, tạo nên một cái gì đó nó không đẹp trong chính cái văn hóa của chúng ta hôm nay. Một lần nữa, tôi xin lỗi và xin kính chào.